Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình nha. Cuối cùng thì mình cũng đã cầm trên tay và trải nghiệm được bộ ba anh em siêu nhân quyền lực nhà S20. Hôm nay mình sẽ đến thế giới di động, nhìn mấy em xinh tươi, chiêm ngưỡng những em gái đẹp xinh tươi và trải nghiệm con Galaxy S20 Plus nha các bạn. Một trong ba anh em siêu nhân nhà S20 mới được tung ra mắt ở thị trường Việt Nam mình. Đây là chiếc S20 Plus đầu tiên tại thế di động nha. Theo như mình là thế. Thì đây là bảng màu cũng như là những phiên bản S20, S20 Plus, S20 Ultra sẽ có những cái màu gì các bạn nhìn trên đây đó. Xám vô cực, xanh thiên văn, hồng thiên văn, đen vô cực. S20 cũng như S20 Plus thì có những tính năng là thu phóng chuẩn không gian 30 nè. Quay video 8K. Đặt trước Galaxy S20 Plus từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, các bạn sẽ được hỗ trợ trả góp 0%, tai nghe Galaxy Buds Plus trị giá 4.490.000, phòng chờ hạng thương gia. Galaxy S20 Plus hiện tại giá là 24.990.000 các bạn. Đây các bạn ơi, trên tay mình là con S20 Plus đây. Cảm nhận đầu tiên của mình về nó là rất là đẹp. Theo mình cảm nhận thì Galaxy S20 Plus này đầu tư rất là chi tiết vào màn hình cũng như là camera các bạn, tuyệt sắc luôn. Chi tiết các bạn những tính năng nổi bật nè, thu phóng không gian, chụp một chạm đa kết quả, các bạn chụp một tấm hình sẽ ra được 10 tấm hình, các bạn lựa chọn khá là hay. Hỗ trợ chụp đêm, chụp lại tấm ảnh từ video 8K, rất là nhiều tính năng mà sẽ giới thiệu chi tiết các bạn trong phần chụp ảnh nha. Cảm nhận đầu tiên của mình cầm trên tay là chiếc con này khá là nhẹ nha các bạn, rất là nhẹ. Galaxy S20 Plus 4 camera. Sử dụng màn hình Infinity O, công nghệ màn hình Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải Quad HD cộng, màn hình tràn viền 6,7 inch, trang bị công nghệ màu HDR 10X và tần số quét là 120Hz các bạn. Các bạn quét màn hình con này rất là mượt và nhanh luôn, đảm bảo các bạn ghiền. Màn hình trang bị kính cường lực Corning Gorilla 6 nha các bạn. Về phần thiết kế, thiết kế dưới màn hình điện thoại đã bỏ jack tai nghe 3.5, sử dụng jack sạc Type-C bên tay phải, jack sạc là loa ngoài. Thiết kế bên phải điện thoại là nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng. Ở trên đỉnh điện thoại là khe SIM nha các bạn. Con này thì hai SIM hai sóng, có khe cho thẻ nhớ lên 1 TB và SIM 2 là SIM sử dụng chung với thẻ nhớ nha các bạn. Còn bên trái màn hình điện thoại là thiết kế rất là trống các bạn, không có một nút nào hết, rất là gọn gàng và đẹp. Về phần thiết kế camera thì S20 Plus trang bị 4 camera 64, 12, 12 và TOF 3D. Nhìn thì các bạn cứ tưởng là con này tới 5 camera lận nhưng thực ra chỉ có 4 camera hay các bạn. Đó, cái camera nhỏ nhỏ ngay ngay góc tay mình á, đó, đó không phải là camera. Mình nhìn mình cứ tưởng nó là camera nhưng thực sự thì con này chỉ có 3 camera hình chữ T thôi, còn một cái trắng trắng đó là cái đèn flash được thiết kế trong hình chữ nhật. Cụm 4 camera gồm góc cực rộng 12 megapixel, góc nhìn 120 độ, khẩu độ f2.2, camera góc rộng 12 megapixel, góc nhìn 79 độ, khẩu độ f1.8, tele 64 megapixel, góc nhìn 76 độ f2.0, phân tích chiều sâu, công nghệ camera Space Room zoom lên tới 30%. Camera selfie là 10 megapixel, góc nhìn 80 độ với khẩu độ là f.22. Thực sự thì camera của con này đầu tư rất là chi tiết và rất là đẹp nha các bạn. S20 Plus chạy hệ điều hành Android 10, được trang bị chip Exynos 9908 nhân 2x2.73GHz, 2x2.6GHz và 4x2.0GHz. Được trang bị chip GPU Mali G77 MB11, RAM là 8GB, bộ nhớ 128GB, có khe chở thẻ nhớ tối đa lên 1 TB. Bộ nhớ là 128GB, hiện tại còn 92GB nha các bạn. Pin của S20 Plus là trang bị pin 4500, hỗ trợ sạc pin nhanh, sạc pin không dây và sạc ngược không dây luôn nha các bạn. Các bạn có thể sạc được cho đồng hồ Galaxy Watch nè, tai nghe Samsung Buds nè các bạn. Tính năng sạc ngược rất là hay.
thì mình cảm nhận là một tính năng này khá là nổi bật. Bên cạnh camera cũng như là công nghệ màn hình của con này, nó là ba điểm khá là dữ dằn của Galaxy S20 Plus, và mình coi nó cũng là một trong những công nghệ rất là đỉnh nha các bạn. Về tính năng giao diện của nó, với tốc độ 120 lướt rất là mượt các bạn, mượt và nhanh. S20 Plus có tính năng bảo mật là mở khóa bằng khuôn mặt và mở khóa vân tay dưới màn hình. Bên cạnh đó có những tính năng đặc biệt như là Samsung Dex, nhân bản ứng dụng Samsung Pay, Double Audio. Về phần thiết kế thì Galaxy S20 Plus thiết kế nguyên khối khung kim loại các bạn, khung kim loại, mặt lưng là kính cường lực nha. Khung kim loại, mặt lưng kính cường lực. Đó các bạn có thấy. Mặt lưng thì màu sắc rất là đẹp, bảy sắc cầu vồng với logo Samsung quen thuộc. Mình cầm trên tay cảm nhận của mình là như con này thiết kế khung mặt lưng bằng nhựa các bạn, nhưng thực sự là không phải nha, khung kim loại, mặt lưng bằng kính cường lực với logo Samsung rất là đẹp. Mặt lưng sau màu rất là đẹp các bạn. S20 Plus. Con này thì dày 7,8mm và nặng 188g. Cảm nhận của mình là con này thiết kế rất là, nói chung là rất là nhẹ các bạn. Cầm trên tay cảm giác là nhẹ, mặc dù là giá nó không có nhẹ nha, nhưng mà cầm trên tay rất là nhẹ. Thiết kế chi tiết thì mình thấy có một điểm trừ mình không thích là các bạn thể thấy con này về phần thiết kế cái ốp lưng của nó các bạn, cái mặt lưng á, thiết kế nhìn có vẻ như tách rời so với cái phần thiết kế khung của điện thoại. Các bạn thấy những khe nó hở ra nè, các bạn thấy không, cái khe mặt lưng á, với phần khung điện thoại nó hở ra, cảm nhận của mình như là cái hai phần tách rời ra vậy. Dày 7,8mm, nói chung là con này cũng mỏng gần bằng với những con như là A50s. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về những tính năng trong phần chụp ảnh. Có những tính năng như là một đoạn nè, ảnh video khác, có tính năng toàn cảnh, thức ăn chuyên nghiệp. Con này như mình cảm nhận là không có tính năng chụp siêu macro các bạn, hình như là vậy. Siêu phẩm camera S20 Plus với trang bị camera độ phân giải lên đến 64 megapixel. Được trang bị ống kính thu phóng có thể phóng một tấm ảnh lên tới 30x nha các bạn. Với tính năng Hybrid Optic Zoom 3x rất là hay. Galaxy S20 Plus mang đến sự đột phá cho những thước phim quay bằng điện thoại, nâng tầm độ phân giải từ 4K lên chuẩn 8K đỉnh cao, gấp 4 lần với chuẩn UHD và 16 lần chuẩn FHD các bạn, rất là đỉnh. Các bạn có thể chụp một tấm ảnh màn hình từ video các bạn vừa quay 8K với độ phân giải 33 megapixel, rất là ghê. Mời các bạn trải nghiệm tấm hình mới chụp từ camera của Galaxy S20 Plus. Ok, cảm ơn các bạn coi video của mình nha. Mình vừa giới thiệu đến các bạn những tính năng nổi bật. Nếu các bạn cảm thấy video này mình làm hay, đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ quay tiếp một cái video giới thiệu về camera con này. Ok, cảm ơn các bạn và tạm biệt các bạn.